đưa tao đi xem phim đi. Tao bao tiền vé. Ok. Không được mang nước từ bên ngoài vào rạp em nhá. Người ta bảo không mang nước từ bên ngoài vào là không mang nước ngọt. Sao lại đổ nước ở trong bể cá hết thế? Như thế này thì con cá kia chết cạn mất. Câu này lấn lắm. Tụi mình ghi tên lên ổ khóa, sau đó khóa lại, rồi ném chìa khóa đi là sẽ yêu nhau mãi mãi. Ủa, có gì đó sai sai? Chết, này anh ném lộn chìa khóa xe rồi. Đồ ngu, có cái chìa khóa xe mà cũng không phân biệt được. Giờ thì dắt bố xe mà về à? Con này láo nha, dám chửi cả bố mày luôn à? Yêu đương cái quần què, chia tay đi. Ok. Ủa, không phải câu này lấn lắm mà ta? Mới bảo yêu nhau mãi mãi, sao mới một lát ta chia tay mất rồi? Loài người có một câu tán gái rất là nhạt, đó là em ăn cơm chưa? Tương tự như thế, loài ruồi có một câu tán gái khá là bốc mùi, đó là em ăn cức chưa? Hai ba yo anh em. Coi thằng tỷ nó bắt chước y hệt ông với mấy bạn nhau kia. Đào, Mai, Ngọc, Huệ, hôm nay đâu rồi? Lên tiếp mấy anh nào. Ủa, cái này nó cùng học từ bố nó ta? Đúng là con hơn cha là nhà mất nóc. Cao tuổi rồi, thì những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay. Cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. Chỉ cần cứu con ra khỏi đây, con sẽ phô tả người đi thần kinh, bảo đảm an toàn cho người được bọn yếu quái. Sắc Tăng đang đắn đo suy nghĩ để đưa ra quyết định của mình thì God Rider đưa ra lời đề nghị. Còn đi Goka Protect của tôi có đủ yếu tố chống khuẩn nhân ba, bảo đảm an toàn cho người được Covid. Ok, ta chốt luôn. Quê quê, có thể thương lượng thế mà.